xin giới thiệu, đây là bộ vàng mini model là Panasonic BM710. Rất tiếc vàng này bị lỗi CD nên mình chỉ còn một chức năng duy nhất là nghe nhạc qua kết nối điện thoại, TV, máy tính qua ngõ AUX hay đầu Avera 3.5. Và còn nghe radio AM/FM thì mình cắm anten nhà mình nghe nha. Đây là một giải pháp tuyệt vời. Đối với những anh nào mà không thích nghe qua CD, lười mua CD thì mình chọn những bộ vàng như vậy. Thứ nhất, giá thành rẻ. Thứ hai, chất lượng âm thanh chẳng hay bình thường. Cái thứ ba là sao? Tiện ở đây là mình chỉ cần cắm vào TV mình nghe nè, cắm vào điện thoại mình nghe, hoặc là cắm vào máy tính. Trong khi đó hình thức vàng cực kỳ đẹp, rất là đẹp, màu đen sang trọng. Đa phần về ít khi nào xuất hiện màu đen trong lô hàng lắm. Nó chỉ có màu gỗ hoặc màu trắng, màu bạc. Màu đen hầu như hiếm lắm nha. Nên đây là một giải pháp tuyệt vời nè. Thông thường mình bỏ ra 1 triệu ngoài mình mới mua được bộ vàng như vậy, nhưng bây giờ chỉ còn vài trăm nghìn thôi mình đã sở hữu được bộ vàng âm thanh nội địa Nhật. Đẹp, hay, chất lượng. Lo đánh bi quay 4 cầu, 8 đường tiếng trắng xanh đỏ đen. Hình thức vàng quá đẹp đi. Mà trong khi đó tiếng bass rất là hay, nghe nhạc vàng lẫn nhạc đen đều ok. Đây là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V. Nếu các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220, cần mua cục đổi nguồn thì liên hệ em. Chiều cao của lo là 27cm, chiều ngang của cả bộ vàng là 50cm. Và vàng này sử dụng tốt cho phòng 20m2. Mình sẽ nghe một bài nhạc vàng nhé. Nãy giờ là mình nghe nhạc không lời, bây giờ mình nghe nhạc vàng có lời. Và test luôn nhạc đen cho các anh tham khảo, rồi em quay mặt sau. Vàng quá đẹp đi, rất là đẹp mà chỉ có 800 nghìn thôi. Bỏ ra 800 nghìn sở hữu một bộ vàng chất lượng thì còn gì bằng, đúng không? Dít đưa nhau về thăm quê xưa với vườn cầu thề. Bàn tay anh đan dịu em bước trên cỏ khô. Đi trong hoang vắng chiều tây đô. Sau khi em lên một lọt Bana thì em sẽ lên một lọt Ai Qua. Em sẽ làm một cái rút tông sạc tông cho các anh để tham khảo và chờ nữa. Sao anh không thấy về nên hiểu, dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen, đen như manh áo buồn chưa quen. Em sẽ xả một đoạn đi nha. Vàng này rất là hay mà rất là đẹp luôn. Hay, đẹp, rẻ, đáp ứng đúng tiêu chí mà các anh hiện nay cần. Quá đẹp đúng không? Màu đen. Đây, các anh nhìn lo nha. Đây là lo phía bên tay trái em nè. Lo phía bên tay phải em nha. Công suất của Amply là 57W, công suất lo là 80W trên cặp lo. Đây là ngọt AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính. Lo bi quay đánh 4 cầu, trắng xanh đỏ đen. Bây giờ em kết thúc clip test nha. Các nào mua hàng thì DM em.